làm sao có thể khiến oan thân lũy kiếp không tìm gây rối. Đắm vào ma đều là do họ đến trả thù. Quá khứ hại mất mạng của họ, họ phải đến đòi mạng. Quá khứ thiếu nợ của họ, họ sẽ đến đòi tiền. Tóm lại là có khoản nghĩ. Đừng nói gì khác, ngay trước khi chúng ta chưa học Phật, mỗi ngày chúng ta ăn đều là ăn mặn, kết oan thù với biết bao chúng sanh, họ cam lòng được sao? Không cam lòng cũng chẳng tình nguyện đâu. Đó gọi là mạnh được yếu thua. Oan thù đã kết, phàm phu không biết. Sau khi chúng ta học Phật mới biết đạo lý này, mới liễu giải chân tướng sự thật, cũng không dám sát sanh nữa, cũng không dám ăn thịt nữa. Mặc dù duyên này tạm thời dứt đi, nhưng nghiệp nhân ấy còn. Oán hận của họ không tiêu hết. Cho nên chúng ta phải thường hay tồn tâm, đem công đức tu học của mình hồi hướng cho họ. Mọi công đức tu học của tôi là vì oan thân trái chủ, vì các vị. Là như thế, họ nhìn thấy, nghe được, trong lòng thoải mái một chút, bình hòa một chút. Ta thành Phật, ta thành Bồ Tát, ta nhất định trở lại độ họ trước. Như vậy họ mới buông tha cho bạn. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này. Nếu Phật thất tu hành chuyên môn vì chính mình, quên mất chuyện của oan thân trái chủ, họ nhìn thấy bạn rất muốn dụng công, bạn rất muốn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người thiếu mạng ta còn chưa trả ta, người thiếu tiền ta còn chưa trả ta, người muốn đi ư, đâu có dễ dàng thế, tìm tới. Cho nên tâm lượng phải mở mang, nguyện lực phải rộng lớn. Mối kết của oan thân trái chủ kia mới được gỡ bỏ. Gỡ bỏ mối kết này dựa vào mình, chứ không thể nhờ người khác. Cổ đức thường nói, gỡ chuông vẫn cần người treo chuông. Phật Bồ Tát từ bi lớn đi nữa cũng không tài nào hóa giải nổi oan kết của bạn. Oan kết của bạn cần do tự mình hóa giải. Như năm ngoái tôi ở Singapore, lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, oan thân trái chủ của ông nhập vào thân một người trẻ tuổi, quỷ nhập xác, nói suốt hơn một tiếng. Oan thân trái chủ rất nhiều, nhưng nhìn thấy cuối đời lão cư sĩ Trần Quang Biệt tu hành khá lắm, niệm Phật giảng sanh thật sự, họ nhìn thấy rất hoan hỷ, tán thán bội phục. Những oan thân trái chủ này nhìn thấy gương của Trần Quang Biệt, họ muốn phát tâm quy y, phát tâm học Phật, mượn vào xác người nói chuyện, yêu cầu quy y cho họ. Khi ấy trùng hợp tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông, cư sĩ Lâm niệm Phật đường xảy ra chuyện này, pháp sư Ngộ Toàn gọi điện thoại qua tôi, hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói mau thọ quy y cho họ đi,
Sau khi quy y, họ đòi nghe kinh, chỉ định nghe kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Đồng tu bên này vốn là nói trước với họ giảng đường Lầu Năm, ngày ngày về đêm đều có pháp sư giảng kinh. Họ nói ánh sáng của pháp sư quá lớn, các quỷ thần chịu không nổi. Thế là mọi người nghĩ đến trai đường Lầu Hai của cư sĩ Lâm. Ở nơi ấy, chúng tôi dùng tivi bật chiếu băng thu hình của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện suốt 24 tiếng cúng dường các vị, có được không? Họ đồng ý ưng chịu rồi. Cho nên phòng ăn ở Lầu Hai, Lầu Một dùng tivi ngày đêm bật chiếu kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện không ngừng để cúng dường cho họ. Quỷ thần nhìn thấy bản thân trái chủ thật sự tu hành có thành tựu, họ cảm động. Họ muốn đến học Phật. Cho nên mỗi người chúng ta đều không biết có bao nhiêu oan thân trái chủ nữa. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Chúng ta hóa giải thế nào giúp đỡ những oan thân trái chủ này, thành tựu những oan thân trái chủ này thế nào, giúp đỡ họ ai ai cũng phá mê khai ngộ, ai ai cũng quay đầu là bờ, tất cả đọa ngã tu thiện, niệm Phật giảng sanh. Chúng ta phải thường xuyên có nguyện này. Mỗi buổi công khóa xong, từ trong nội tâm phát ra kệ hồi hướng. Quý không phải niệm một lần theo văn tự, niệm một lần có miệng không có lòng thì vô dụng, quỷ thần sẽ không cảm động. Nếu nguyện này từ trong nội tâm phát thì quỷ thần cảm động. Những oan thân trái chủ này không những không đến nhiễu loạn, không đến gây phiền phức, ngược lại trở thành hộ pháp của bạn. Chuyện này tốt lắm. Những đạo lý này, chân tướng sự thật, chúng ta đều nên hiểu rõ, đối với sự tu hành của chính chúng ta có trợ giúp rất lớn. Nam mô A Di Đà Phật.
Yeah.